Các phân tích gia cảnh báo các dữ liệu kinh tế trong tháng 12 của Trung Quốc, theo một loạt các dữ liệu gần đây cho thấy, nền kinh tế của Trung Quốc đang phục hồi. Nhưng các dữ liệu này đúng đến mức nào khi mà có những câu hỏi về những ảnh hưởng theo mùa và về mức độ tin cậy của các chỉ số chính thức? Các phân tích gia cho rằng Giáng sinh không phải là một yếu tố quan trọng bởi vì dịp lễ này xảy ra tại cùng một thời điểm mỗi năm, cho nên có thể dễ dàng điều chỉnh các dữ liệu theo mùa. Tuy nhiên, vấn đề là trong dịp Tết Nguyên Đán, bởi vì dịp lễ Tết không rơi cùng một lúc mỗi năm. Năm ngoái, Tết Nguyên Đán rơi vào tháng Giêng, năm nay lại rơi vào giữa tháng 2. Điều này có nghĩa là các dữ liệu của hai tháng, tháng Giêng và tháng 2 hoàn toàn không sử dụng được để nhận định về tình trạng của nền kinh tế Trung Quốc trong suốt 12 tháng qua. Trong năm nay, các phân tích gia sẽ phải chờ cho đến tháng 4 để có được dữ liệu của tháng 3. Điều đáng chú ý là, vào thời điểm đó, chương trình kích thích kinh tế là động lực đằng sau sự phục hồi này sẽ bắt đầu biến mất. Và các phân tích gia ước đoán những con số kinh tế của Trung Quốc sau Tết Nguyên Đán sẽ tồi tệ hơn nhiều so với những gì đã được nhìn thấy cho đến nay. Các phân tích gia cho rằng các công ty ở Trung Quốc đang gặp rắc rối. Họ không có dòng vốn phù hợp với lợi nhuận của họ. Những gì đang xảy ra hiện nay ở Trung Quốc là các kích thích kinh tế của chính phủ và các gia tăng tín dụng là những điều đã gây ra vấn đề cho Trung Quốc trong 2 năm qua, nay lại được mang ra sử dụng một lần nữa khi ban lãnh đạo mới lên nắm quyền. Các dữ liệu tích cực đã được nhìn thấy vào cuối năm 2012 xung quanh quá trình chuyển đổi lãnh đạo là thật, nhưng tất cả đều là các chi tiêu của chính phủ và tạo ra tín dụng. Hai biện pháp kích thích kinh tế này đã gây ra những vấn đề nghiêm trọng cho nền kinh tế Trung Quốc, bởi vì chi tiêu của chính phủ thường được sử dụng vào những đầu tư không làm ra lợi nhuận. Vì vậy, các chi tiêu loại này gây đóng băng tài sản trong hệ thống ngân hàng, tạo ra nợ xấu và không có dòng tài chánh đi vào nền kinh tế. Nay, tình trạng này lại xảy ra một lần nữa, và đây không phải là một tin tức tốt cho các công ty tư nhân. Các phân tích gia cho rằng, nền kinh tế Trung Quốc đã phục hồi trong quý cuối cùng của năm 2012 và sẽ tiếp tục xu hướng này trong quý đầu tiên của năm 2013. Nhưng sau đó, mọi thứ sẽ thực sự bắt đầu sụp đổ. Theo các dự kiến, trong năm 2013, nền kinh tế của Trung Quốc sẽ phát triển chậm hơn so với năm ngoái.